Có thể nói, xe Mui Trần luôn có sức hút đặc biệt đối với các tín đồ đam mê xe ô tô, bởi sự phá cách và độc đáo của nó. Tất nhiên, để được vi vu trên chiếc xe hộp có khả năng thu hút mọi ánh nhìn này, bạn sẽ phải chi ra một số tiền rất lớn, lên đến hàng tỷ đồng. Mặc dù vậy, vẫn luôn có những mẫu xe Mui Trần dưới 1 tỷ đồng để bạn lựa chọn. Xe Mui Trần Fiat 500C 2013. Fiat 500C 2013 là một trong những mẫu xe Mui Trần giá rẻ đến từ nhà sản xuất ô tô nước Ý, với mức giá rất phải chăng chỉ từ 15,905 USD đối với xe cũ. Nếu tính theo thời giá khi phiên bản này được giới thiệu đến công chúng vào năm 2013, khách hàng chỉ cần số tiền không quá 1 tỷ đồng là đã có thể rước ngay mẫu xe ô tô cũ này về garage của gia đình. Hướng đến đối tượng khách hàng là nữ, mẫu xe này có kiểu dáng khá nhỏ gọn với hai phiên bản là Pháp và Lao. Xét cả về ngôn ngữ thiết kế lẫn khả năng vận hành, cả hai dường như không có quá nhiều sự khác biệt. Tuy nhiên, phiên bản Lao đặc biệt hơn, đôi chút khi không gian nội thất được trang bị ghế vải, với tông màu trắng và đỏ rất trẻ trung. Xe Mui Trần Audi A5 Cabriolet 2017. Audi A5 Cabriolet luôn nằm trong top xe Mui Trần được ưa chuộng nhất thế giới, khi nó được tạo ra bởi một trong những thương hiệu xe ô tô cao cấp. Khi lần đầu tiên diện kiến mẫu xe hơi Audi Mui Trần này, hầu hết người dùng đều cảm thấy cực kỳ ấn tượng với thiết kế ngoại thất đầy lịch lãm và đậm chất thể thao của chiếc xe, cùng với đó là hàng loạt trang thiết bị và tiện ích hiện đại kèm theo. Mặc dù vậy, giá bán của xe Audi A5 Mui Trần cũng chỉ gần 45.000 USD, tính theo thời giá Việt Nam đồng ở thời điểm hiện tại là 1 USD tương đương 22.000 đồng. Bạn chỉ phải chi ra số tiền 990 triệu đồng để giữ trong tay chiếc chìa khóa của mẫu xe hộp này, được đánh giá là một trong những mẫu xe Mui Trần dưới 1 tỷ đồng cao cấp nhất trên thị trường. Xe Mui Trần Chevrolet Camaro SS Convertible. Xe Mui Trần Chevrolet Camaro là một trong những mẫu xe Mui Trần giá rẻ đến từ nhà sản xuất ô tô hàng đầu nước Mỹ. Mức giá dành cho chiếc xe này chỉ vào khoảng 44.295 USD, tương đương 947,5 triệu đồng, với tỷ giá ở thời điểm hiện tại là 1 USD có giá trị quy đổi là 22.000 đồng. Xe Mui Trần Nissan 370Z. Theo các thông tin từ nhà sản xuất xe hơi Nhật Bản, xe Nissan 370Z phiên bản xe Mui Trần được bán ra thị trường với mức giá là 41.820 USD, tương đương 920 triệu đồng theo thời giá hiện tại. Đây được xem là một tin rất vui đối với các tín đồ của dòng xe Mui Trần đầy ấn tượng này. Là một trong những mẫu xe hộp luôn nằm trong top xe Mui Trần có lịch sử lâu đời, cũng như có giá bán tốt nhất trên thị trường, Nissan 370Z Roadster chắc chắn sẽ là sự lựa chọn không thể tuyệt vời hơn trong phân khúc xe Mui Trần dưới 1 tỷ đồng, vốn đang rất sôi động và được nhiều khách hàng yêu thích, lựa chọn.